Chào các bác, đây là chiếc đồng hồ SK của một bác bác tên là Huân. Huân ở Điện Biên. Huân ở Điện Biên gửi cho em. Số điện thoại của bác che đi các bác không cả. Anh sửa cho em kiểm tra máy móc, lau dầu, thay mặt số màu đỏ lửa, mặt số cũ cũng được, zin là được, chống nước, thay núm ti zin, chỉnh giờ núm cũ zin cũng được, thay dây mắt na, vệ sinh kim và đánh bóng bộ kim và mặt kính. Đó, cái đồng hồ của bác ạ. Giờ em sẽ tháo đồng hồ bác. Đây, cái đồng hồ bác vết xước khá nhiều. Vết xước khá nhiều. Hiện tại vẫn đang chạy các bác. Kiểm tra qua cái phần tự động của nó. Đó. Mình sẽ kiểm tra cái tự động vẫn ok nhé. Đó, rồi bây giờ em sẽ lên quạt tay và kiểm tra qua tóc hơi yếu đi các bác, tóc hơi yếu này các bác nhìn, còn bà con đồng hồ này lộn sốc rồi, nhìn qua em biết tóc này hơi yếu đấy. Đó. Đó này lau dầu thay mặt số này, chống nước này, hay núm ti này. Đó. Cái mặt bộ kim này vệ sinh lại cho bác ấy. Vệ sinh lại cho bác thôi. Bác mắt kính em bác yêu cầu giữ nguyên, em vẫn giữ nguyên mặt kính này cho bác ấy. Mặt kính bác bảo là vệ sinh kim này. Đánh bóng mặt kính thì không đánh bóng đâu nhá. Đó. Vậy thì máy này em thấy là còn khá là đẹp, lau dầu cho bác ấy thôi. Đó. Và em nhìn qua em thấy bác mất một con ốc này, bác nhìn thấy đây mất một con ốc này. Đó, em nhìn qua bây giờ em sẽ tháo ra cho các bác nhìn nhé, sau cái cầu tóc này mất một con ốc. Đó, đây em sẽ tháo ra luôn cho các bác xem. Đây các bác này, mấy một ốc nhé. Đó. Và em sẽ lắp cái tóc này vào. Vậy thì cơ bản con này bị bệnh khá là nhẹ, chỉ cần lau dầu, chống nước, thay dây, vệ sinh lại giúp bác nhà xong. Đúng không? Đồng hồ này khá là nhẹ nhàng. Đó. Núm này của bác ấy là núm này núm mạ này các bác. Này, núm mạ thì là sau đó nó bạc này các bác thấy không? Đó, nên là thay cái núm inox vào thì nó mới không bị hiện tượng này nữa. Núm này núm rẻ tiền nên là nó bị hiện tượng như này. Đấy, đây các bác nhìn thấy cái núm inox bên cạnh này. Không bao giờ nó bị bạc luôn, chất lượng của nó cũng tốt hơn rất nhiều. Đó. Còn cái tóc này thôi cứ để nguyên cho bác ấy, bởi vì là nó vẫn đang chạy, bác không yêu cầu tóc này thì cứ để nguyên cho bác ấy. Rồi, chào các bác.